Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tại Việt Nam, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ tích cực kinh doanh mà còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. Lễ tôn vinh các doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam lần thứ 5 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua. Và sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Giải thưởng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Theo lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng được trao đến lần thứ 5, bắt đầu từ năm 2011, cho thấy các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến các hoạt động vì lợi ích cộng đồng tại Việt Nam. Truyền thống của Hàn Quốc là tương thân tương ái, chính phủ Hàn Quốc luôn khích lệ các doanh nghiệp của mình dù đầu tư trong hay ngoài nước cũng quan tâm chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Bởi cộng đồng xung quanh có phát triển thì các doanh nghiệp mới có thể kinh doanh thành công được. Vì vậy, chúng tôi trao giải thưởng này hàng năm, cũng với ý nghĩa khích lệ các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm hơn nữa các hoạt động CSR tại Việt Nam. Giải thưởng lần này được trao cho 8 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp có quy mô lớn là công ty Yosun Việt Nam, công ty bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, ngân hàng Shinhan Việt Nam và 5 doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ là công ty Sunbu Vina, công ty Infest Vina, công ty Four Seasons Vina, công ty PTV, công ty Envina. Đây cũng là những doanh nghiệp được tuyển chọn trong hơn 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, dựa trên việc xem xét các kế hoạch hành động, hoạt động mà doanh nghiệp triển khai cũng như hiệu quả mà các dự án mang lại. Đáng chú ý, việc đánh giá không chỉ dựa trên hiệu quả trước mắt mà còn dựa trên việc doanh nghiệp có đưa các hoạt động xã hội trở thành một phần của chiến lược kinh doanh tại Việt Nam. Theo ban tổ chức, ngoài tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, những doanh nghiệp trên đã có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như công ty Four Seasons Vina thường xuyên tặng quà cho người cao tuổi tại địa phương. Công ty Envina hỗ trợ định kỳ cho viện mồ côi. Công ty BTV hỗ trợ cho các trường học tại địa phương. Công ty Yosun Việt Nam hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ. Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao tặng học bổng cho sinh viên, tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động y tế cộng đồng. Công ty Infect Vina xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp, gây quỹ cho người nghèo, v.v. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kèn cho xe ô tô, sản phẩm của chúng tôi được bán đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng suy cho cùng, các sản phẩm này cũng từ bàn tay của người lao động Việt Nam. Do đó chúng tôi muốn làm việc gì đó để cảm ơn họ. Chúng tôi chọn cách trao học bổng cho các học sinh nghèo trong vùng là con em của họ như là một sự trả ơn vì những đóng góp của họ cho công ty. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Hàn Quốc, triết lý của chúng tôi là kinh doanh vì cộng đồng. Kinh doanh ở đâu thì phải chia sẻ lợi ích với cộng đồng ở đó. Tại ngân hàng Shinhan Việt Nam, chúng tôi có câu slogan là Great Việt Nam, Great Shinhan, có nghĩa là Việt Nam có lớn mạnh thì ngân hàng Shinhan tại Việt Nam mới lớn mạnh được. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tính đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với trên 4.700 dự án, tổng vốn gần 44 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, hai nước cũng là những đối tác thương mại quan trọng của nhau với kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Với số dự án và số vốn đầu tư lớn, đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam rải đều từ Bắc đến Nam. Trong tất cả các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, ngân hàng, bán lẻ, các dự án này đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận định, việc các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam cho thấy cam kết đầu tư lâu dài, bền vững của các nhà đầu tư này. Năm nay là năm thứ 5 và đã tổ chức trao các giải thưởng về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với Việt Nam. Thì phải nói là đây là một hoạt động rất có ý nghĩa của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở tại Việt Nam. Và cộng đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam là cái cộng đồng đầu tiên trong số cộng đồng của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện hoạt động trách nhiệm về xã hội một cách là có tổ chức, có hệ thống và đã được sự gọi là hỗ trợ và phối hợp giúp đỡ của chính phủ hai nước. Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư kỳ vọng, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước có hiệu lực. Chúng tôi cũng có những các định hướng để mà vận động các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng để đầu tư Việt Nam trên những lĩnh vực mà họ có những các lợi thế so sánh về nguồn lực, về công nghệ, về quản lý, để mà hỗ trợ cho Việt Nam phát triển. Và chúng tôi cũng khuyến khích cái việc đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc là nó mang cái tầm nhìn dài hạn và bền vững và lâu dài ở tại Việt Nam. Và vì chỉ có làm như vậy thì cả doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng như là doanh nghiệp và Việt Nam
đều có thể nhận được những các cái lợi ích của mình, cùng phát triển. Theo các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam đang nỗ lực cải cách môi trường đầu tư theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc. Thực tế, số lượng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào đây đã minh chứng cho sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam và những gì chính phủ đã làm để hỗ trợ doanh nghiệp. Điều duy nhất mà các doanh nghiệp Hàn Quốc mong mỏi chính là sự ổn định của các chính sách vĩ mô.